的收牛，白黑牛班的嘞，好，我记得，也是收牛生的白黑来到海岸尾端。và nghệ sĩ sẽ bật nốt bài hát này trước lần đầu tiên là giọng hát của Đăng Nguyên và bây giờ thì Đăng Nguyên hát cho tất cả quý vị nghe, hy vọng quý vị thích bài hát này và một lần nữa Đăng Nguyên xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hôm nay đặc biệt có một sự rất là đặc biệt có mặt của phu nhân của cố nhạc sĩ Song Ngọc, xin vị cho một tràng pháo tay cho cô Thanh. Thưa quý vị sở dĩ mà chúng tôi nối liền ba nhạc phẩm đó và bắt đầu bằng tiếng hát của anh Chí Linh là vì thưa quý vị đó cũng là hương hoặc nhạc Bolero thì ai cũng phải công nhận rằng là bắt nguồn từ cái loại nhạc này thì anh Chí Linh được coi là sư phụ hoặc là hoàn cố đầu tiên của dòng nhạc này, sau đó rồi truyền tới cho Trường Vũ và bây giờ tới Đan Nguyên, thì đó là cái ý mà tại sao chúng tôi nối liền ba bài. Và thưa quý vị, bài kế tiếp mang tựa đề Tình Sử Huyền Trân của nhạc sĩ Vũ Thanh, thì nói về Huyền Trân công chúa thì chắc em lại mời anh Ngạn. Vâng, thưa quý vị, vắn tắt vua Trần Nhân Tôn sau khi mà đánh thắng quân Nguyên xâm lăng nước ta thì vua thoái vị lên làm thái thượng hoàng, truyền ngôi cho con là Trần Anh Tông. Thì có phái đoàn chiêm thành sang thăm, là bởi vì lúc mà quân Mông Cổ sang đánh chiêm thành thì nhà Trần của chúng ta có cử quân giúp chiêm thành đánh Mông Cổ, do đó phái đoàn chiêm thành qua thăm để cảm ơn nhà Trần thì mời vua Trần Nhân Tôn qua thăm chiêm thành. Thì vua qua bên đó ở thế 8 tháng và vua hứa cả công chúa Huyền Trân cho vua Chế Mận chiêm thành. Thì lúc đó là Huyền Trân là khoảng 15 tuổi, nhưng mà triều đình bàn đi bàn lại, người thì cả, người thì nói là nên, bởi vì cái dự tính sâu xa của vua là muốn ngoài việc kết thân thì muốn mở rộng bờ cõi, cho nên là tới 4 năm sau, hơn 3 năm hay là khoảng 4 năm, lúc mà Huyền Trân 19 tuổi thì bác mới gả cho vua Chế Mân, và nhờ vậy vua Chế Mân mới tặng cho Việt Nam hai châu Ô Châu Rí, tức là ở cái vùng Quảng Trị Thừa Thiên Huế bây giờ. Thì thưa quý vị, là Huyền Trân về là vì vợ thật của hoàng hậu thật của vua Chế Mân đã mất, cho nên Huyền Trân được lên làm hoàng hậu chính. Nhưng mà một năm sau sinh đứa con mới được mấy tháng thì vua Chế Mân chết. Đáng lẽ ra Huyền Trân phải thiêu sống để chết theo vua, nhưng mà vì nhà Trần muốn cứu cho nên cử Trần Thắng Trung qua đem đoàn thuyền qua, thì nói rằng là bây giờ Huyền Trân phải đi xa bờ biển để hướng về Việt Nam và lạy tạ vua cha trước khi mà lên giảng hòa. Thì nhưng mà khi mà Huyền Trân ra tới ngoài bờ sông bờ biển thì Trần Thắng Trung cùng Bạch Kỳ Tùng đưa Huyền Trân lên tàu và chạy về. Thì thưa quý vị, là khi trở về Việt Nam thì dĩ nhiên là theo tục lệ không có tái giá nữa, không có tái hôn nữa, và Huyền Trân ở trong chùa. Lúc đó là cô vào khoảng 21 tuổi và ở sống suốt đời ở trong chùa. Ở đây chúng tôi diễn lại cái cảnh nắng khi mà nhà Trần đưa Huyền Trân sang để gặp vua Chế Mân. Và thưa quý vị, cũng với phần trình diễn của một nàng công chúa rất xinh đẹp của chúng tôi, thưa quý vị, Hà Thanh Xuân.